vợ chồng mình các bạn quay trở lại với trên cùng mình. Mình là Phú Thành 2016. Ở trên trường thì mình cũng đã nói với bạn Ngọc Thư và bạn Y Nhi hôm nay chúng ta sẽ quay game kinh dị Fan Affair đi. Ok, chúng ta sẽ vào game. Bạn Ngọc Thư, thương mình ghét nhạc luôn nhưng mà mình không thể nào ghét nhạc được. Xíu nữa đi. Ok, ngày thứ nhất bắt đầu. Quan năng VD2 Yo. Điên cái gì? Hai cống nữa dùng đi, hai cống. Mấy bạn này ở trước mắt mình nè. Ui, trời thứ nhất gì không cần gì là kinh trời ơi ghê quá. Gì vậy? Mình không làm game này đâu. Ok, mình sẽ cho các bạn nghe nhạc Wanna Freddy. World of Soul of Fly. Nếu mà các bạn thích kênh của mình thì hãy nhớ like, subscribe hoặc là đăng ký nhé. Ok, mình xin lỗi. Cái mình sẽ dịch rồi. Hãy lên cho đúng môi chi, đừng có mà đánh nhau. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm cho anh có chút sợ. Chúng tôi không đến sợ nếu mà chúng tôi vào ba ngày. Chúng tôi sẽ mừng nếu anh sống sót sau đêm nay. Hãy để con này mình không biết nha. Có phụ đề không? Ủa không được rồi các bạn. Cái gì vậy? Quên. Cái gì vậy? Ok. Mới còn 43%. À bác cũng là hải gian xong. Và là gì? Ôi, không có mà đánh nhau. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm cho anh có chút sợ hãi. Chúng tôi không đánh sợ nếu anh nhìn chúng tôi vào ba ngày. Chúng tôi sẽ rất mừng nếu anh sống sót sau đêm nay. Thank you.
cầm kiếm này. Game này không các bạn là có biết ra nó đầu vàng được không? Tí mình nha. You're the cue. Một kẻ sâu. Tôi nói nghe bạn khoan lá phê đi mà không thể đọc. Lúc đó mình đi hồn trong một tối mình không ngủ. Một cái qua được ngày thứ hai nữa. Ngày chiều còn không được nữa. Bởi vậy nó ghê lắm. Bây giờ đang là 8:40, có nghĩa là 6:40. Đấy, bạn đấy, gọi là 7:20. Nhanh. 7:20. 7:50. 7:20. Let's talk and making right. Tình là dây hoa. Chúng tôi sẽ làm cho anh coi chút là chúng tôi không đến phải nếu anh chúng tôi thấy ngày chúng tôi sẽ rất mừng nếu anh không có qua đêm này. Ok, cái này như mình đã coi qua rồi không phải. Chẳng kinh dị tí nào luôn. Thiệt rấy. Chẳng kinh dị tí nào. Hello. Fuck you em bé. Nè. Sa giờ. Hôm nay cái chương trình gì không? Sa giờ. Nó mới bạn sao? Chắc chắn là mình nhì rồi, nó không phải sợ. Chúi. Đậu vọng phức gì? Hello. Không có gì đâu, nhìn đi. Chào. Nhắm mắt lại. Nhưng mà không biết cái này có đủ không? Giết mình đi. Cái nhạc này mới hay. Nhưng mà cái này nó đi cho mày đến đời. Rắn rồi. Tưng 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 tư
mới được nè.
đánh đường vậy không chứ.